Cho Lucky ra ngồi quán nước chơi. Hôm nay Lucky lần đầu được ra đây chơi đấy. Dắt mãi mới ra. Đi đường xe cứ xe chạy là kinh. Lần đầu tiên được ra chơi nhà quê ra phố cho nên là ra đây lại gặp chị Bon. Đấy chị Bon gọi Lucky ra chơi đi. Chú đang quay video. Đang quay video cho Lucky tí. Lucky lâu lắm mới chẳng có video gì cả. Úi trời ơi, thơm em Lucky hả? Thơm quá. Giờ gọi ra xem em Lucky có ra không. Gọi ra đấy, ngồi xuống gọi em Lucky đi, xem em Lucky có ra không. Em Lucky lại chuồn rồi, em Lucky lại chuồn vào đấy để làm gì? À, hóng con chó con nãy chạy qua hả? Vừa có một con chó chạy qua mà cũng sủa như đúng rồi. Nam lau lau mặt cho Lucky phát này. Ra đây bụi một tí là lại mắt lại có rèm luôn. Để anh lau cho Lucky nhá. Lau lên hình cho nó xinh gái gái nha. Bon cứ làm sao Bon phải gọi Lucky ra. Bon gọi Lucky ra chơi kìa. Rơi cả dép rồi kìa. Bon gọi Lucky ra ngoài đi chơi chứ cứ để Lucky nằm ở gầm bàn này chán quá. Lucky vẫn đang gầy, Lucky phải khoảng 3 tuần nữa thì bù cân cho Lucky thì Lucky mới về bình thường được. Chân sau khỏe lại rồi. Bây giờ bắt đầu tăng cân. Vẫn đang gầy. Cái khung này nếu mà đủ cân thì khung này phải 20 cân thì mới đủ cân. Lucky hôm nay là 4 tháng rồi. 4 tháng có dư mấy ngày. Bọn này là 4 tháng thôi. Được tròn 4 tháng. Như thế người ta sẽ chỉ tính là con chó. Tức là khi nào phải qua ngày sinh của nó người ta mới bắt đầu người ta tính là nó bước vào 5 tháng. Hôm nay là qua ngày sinh rồi. Hôm nay coi như là đủ 4 tháng rồi, dư mấy ngày. Sang tháng thứ 5 đấy. Hóng. Bắt đầu hóng. Hái hoa. Nó nhìn thấy bê đồ sủa. Sao? Đang ngồi ở quán nước nhà người ta đấy Lucky ạ, như thật. Đang ngồi quán nước nhà người ta mà lại thấy người ta bê đồ còn quay sủa như đúng rồi. Úi giời, úi giời. Thôi được rồi, đi vào đây. Biết rồi, đi vào đây. Rồi ngồi đấy đi. Ra đây ra ngồi Việt Nam đi. Ngồi đấy. Nhát à. Được rồi, biết rồi. Lucky ơi. Lần đầu ra ngoài nghe những âm thanh lạ và nhìn thấy những việc lạ. Nó thấy bê cái ghế, nó thấy chỉnh cái ghế, nó thấy bê cái ghế rồi. Giữ đồ. Đây là nhà người ta đấy, không phải nhà mình đâu. Như thật. Cong đít lên mà sủa.
người ta có sợ đâu mà sủa mãi. Thế vừa con có con mẹ xà nó chạy qua đây mà nó sù lông nên mà Lucky còn không kịp nhìn, thế cho nên là không sủa. Chân trước là vững rồi, chân sau là gần về bình thường rồi, chưa về bình thường, phải tăng cân lên để cho nó có cơ nó đỡ chứ còn. Đấy, khi nó đứng như thế thì nhìn cái chân sau mới biết được. À, đây này, chân sau này. Đứng thả lỏng ra. Chân trước thì thẳng tắp. Chân sau vẫn hơi yếu một tí. Ờ, ngồi đấy. Ngồi đấy, canh quán cho anh này. Canh quán đi. Nhìn xem là xem có đứa nào nó vào quán không. Đuổi, đuổi khách. Đuổi luôn. Đấy, ai đi lượt xoẹt đấy. Chửi chứ chợ. Đi cứ lượt xoẹt đi. Chửi, đúng rồi, chửi. Chửi luôn. Chửi, nhưng người ta không hiểu. Ờ. Chửi mạnh. Chửi. Thôi được rồi, mấy người này đi không có lượt xoẹt. Ngồi xích vào. Ngồi xích vào. Người ta đi ngoan thế liên quan gì đến Lucky mà Lucky. Nào, đừng. Sao anh? Xe taxi á, chắc không có đâu, anh phải gọi vào cái số ở trên xe ấy. Nào, đuổi khách quá đi chứ. Sù lông này. Thấy người lạ tiến vào sủa như đúng rồi. Đây là Lucky. Con của Bruno và Satina. Nó vẫn đang để ý bác bên kia. Thôi được rồi. Lắm mồm. Rồi. Hóng gì nữa. Nhìn bộ khung chân. Chân sau vẫn đang hơi yếu một chút. 3 tuần nữa thì chắc chân sẽ như kiểu chân của con Limit. Thôi được rồi. Rồi. Kêu gì? Người ta đi bên đường kệ, người ta liên quan gì đến nhà mình mà kêu linh tinh. Lucky đúng là Lucky bị hấp rồi. Lucky bị hấp rồi. Lucky đang có cái mông y như của con Ego. Bên này con bố này. Mông vuông này. Bụng hóp. Gầy này. Khi nào mà cái bụng nó đúng bằng cái hông này thì là con chó nó gọi là con chó bình thường. Không bị gầy. Đây, nhìn cái hông này, hông nó đang phình ra và bụng đang hóp vào. Vì giảm cân, vì là bị đau chân. Hy vọng mấy tháng nữa cho Lucky ra sân thi rồi. Rồi, nằm đấy đi. Thôi, hỏi hóng nữa. Sổ. Đâu, ai người ta làm gì em đâu. À, có cái xe máy đi đến.
Rồi khách thế người ta lại đi rồi. Thôi nào, nó ra đây nằm nào. Ra đây. Đây. Xích vào đây, quay mặt vào trong này. Không đuổi khách của quán người ta nữa, đuổi khách quán người ta đuổi mẹ cả chủ cả chó về bây giờ. Thôi. Được rồi.